qua 5 mùa giải, cuộc thi ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng báo Nghệ An đã ghi dấu với nhiều tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng. Bước sang mùa giải thứ 6, ban tổ chức đã nhận được hơn 800 bức ảnh dự thi của 62 tác giả với 677 ảnh đơn, 13 chùm ảnh, 4 phóng sự ảnh. Trong đó, tác giả Trần Cảnh Yên gửi nhiều tác phẩm dự thi nhất với 78 tác phẩm. Đây là năm thứ 2 báo Nghệ An đưa phần mềm chấm ảnh vào phục vụ giải. 56 tác phẩm đặc sắc trên 4 lĩnh vực: thời sự chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và kinh tế được lựa chọn vào chung khảo. Ở vòng chung kết, 11 tác phẩm được vinh danh với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.